đem lại lợi ích an vui cho tất cả hữu tình. Làm sao biết được chỉ có chúng Đại Bồ Tát có thể làm được sự nghiệp thù thắng như vậy, chẳng phải các thanh văn làm được. Phật bảo, Mãn Từ Từ, nay ông xem trong chúng thanh văn này có một bí xô, với khả năng nào có thể suy nghĩ như chúng Đại Bồ Tát và làm xong việc ấy không? Mãn Từ Từ thưa, Bạch Thế Tôn không, Bạch Thiện Thệ không, con xem trong chúng thanh văn này không có một bí xô nào suy nghĩ như chúng Đại Bồ Tát, cũng không thể làm xong sự nghiệp như thế. Phật bảo Mãn Từ Từ, cho nên Như Lai ứng chánh tầng giác chỉ khen ngợi Bồ Tát, không khen thanh văn. Các A-la-hán trong chúng này không nghĩ như vậy, cũng không thể làm nên sự nghiệp như vậy, nên biết tất cả hàng thanh văn thừa không làm nổi sự nghiệp như chúng Bồ Tát đã làm. Nên ta nói, ví như mặt trời chiếu ánh sáng cho châu thiểm bộ, đom đóm không thể làm được. Nghĩa là mặt trời phóng ra vô lượng ánh sáng soi khắp các loài hữu tình ở châu thiểm bộ. Ánh sáng đom đóm chỉ soi rõ được bản thân. Cũng vậy, chúng Đại Bồ Tát điều phục phiền não ác nghiệp tự thân cũng có thể độ thoát vô lượng hữu tình, giúp lìa tất cả phiền não ác nghiệp, nhập vào cảnh giới vô dư y niết bàn, hoặc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Còn hàng thanh văn thừa chỉ có thể điều phục phiền não ác nghiệp tự thân, không thể làm lợi ích cho vô lượng hữu tình. Cho nên sự nghiệp của hàng thanh văn chẳng như Bồ Tát, nên tất cả sự nghiệp của Bồ Tát đều thù thắng. Này Mãn Từ Từ, như người học pháp thuật bắn cung giỏi, đã dày công khổ luyện thì thân tay cung binh khí đều sử dụng thành thạo, và học các môn võ nghệ đến chỗ tuyệt đỉnh, được hưởng lộc của vua ban trăm ngàn năm. Khi nhà vua và oán địch muốn chiến tranh thì sai người đó làm chỉ huy, cấp cho quân voi ngựa vân vân và binh sĩ khí giới, mong tiêu diệt hết kẻ thù không để tổn thất. Cũng vậy, chúng Đại Bồ Tát đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đã tu các hạnh Đại Bồ Tát. Đối với các hành tham sân si của các loài hữu tình, có thể điều phục đạt được thiện xảo. Vì vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác chỉ khen chúng Đại Bồ Tát, khuyên răn dạy bảo giúp siêng năng tu tập, có thể làm phát sanh tư lương bồ đề, mau được viên mãn đại nguyện, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nói pháp thanh tịnh cho các hữu tình dứt hẳn tham sân si. Vì vậy, chúng Đại Bồ Tát mặc giáp đội mũ, làm sự nghiệp hàng thanh văn độc giác đều không thể làm được. Do đó, Như Lai ứng chánh đẳng giác chỉ khen ngợi các Bồ Tát, chẳng phải khen các thanh văn. Mãn Từ Từ bạch Phật, bạch Thế Tôn, như con hiểu nghĩa Phật vừa dạy, nên biết rằng tất cả hành động của Đại Bồ Tát có định tâm, nghĩa là chúng Đại Bồ Tát nếu trụ bố thí ba la mật đa, phải biết lúc ấy tâm cũng định. Nếu trụ tịnh giới ba la mật đa, phải biết lúc ấy tâm cũng định. Nếu trụ an nhẫn ba la mật đa, phải biết lúc ấy tâm cũng định. Nếu trụ tinh tấn ba la mật đa, phải biết lúc ấy tâm cũng định. Nếu trụ tịnh lự ba la mật đa, phải biết lúc ấy tâm cũng định. Nếu trụ bát nhã ba la mật đa, phải biết lúc ấy tâm cũng định. Nếu trụ các pháp phần bồ đề khác, phải biết lúc ấy tâm cũng định. Như viên ngọc lưu ly, dù ở bất cứ chỗ nào cũng giữ được màu sắc quý của nó, nghĩa là ngọc ấy nếu đựng trong đồ bằng vàng, hoặc đựng trong đồ bạc, hoặc để trong đồ thủy tinh, đồng, sắt, sứ, vân vân, luôn luôn không mất màu sắc lưu ly. Cũng vậy, chúng Đại Bồ Tát nếu trụ bố thí ba la mật đa, nếu trụ tịnh giới ba la mật đa, nếu trụ an nhẫn ba la mật đa, nếu trụ tinh tấn ba la mật đa, nếu trụ tịnh lự ba la mật đa, nếu trụ bát nhã ba la mật đa, nếu trụ các pháp phần bồ đề khác, phải biết lúc ấy tâm thường ở trong định. Con hiểu nghĩa Phật đã nói như vậy. Bấy giờ Phật khen Mãn Từ Từ, lành thay, đúng vậy, đúng vậy. Này Mãn Từ Từ, nếu chúng Đại Bồ Tát lìa pháp dục ác bất thiện có tầm có tứ, lìa sanh hỷ lạc trụ hoàn toàn vào sơ tịnh lự, an trụ sơ tịnh lự như thế rồi, nếu ưa thích vào bậc thanh văn hoặc độc giác, gọi đó là Bồ Tát loại tâm, nên tâm vị ấy trụ vào phi định.
Này mãn tử tử, chúng đại Bồ Tát tầm tứ vắng lặng, trong tâm đều tịnh, nhất tâm hướng đến tánh không tầm không tứ, định sanh hỷ lạc, trụ hoàn toàn vào tịnh lự thứ hai. An trụ tịnh lự thứ hai đầy đủ rồi, ưa thích vào bậc thanh văn hay độc giác, gọi đó là Bồ Tát vạn tâm, nên biết tâm vị ấy trụ vào phi định. Này mãn tử tử, nếu chúng đại Bồ Tát lìa hỷ trụ xả, đầy đủ chánh niệm chánh tri, cảm thọ về thân, cảm thọ về lạc, chỉ có bậc thánh nói được xả được, đầy đủ niệm trụ lạc, trụ hoàn toàn vào tịnh lự thứ ba, an trụ hoàn toàn vào tịnh lự thứ ba rồi, nếu ưa thích địa vị thanh văn hay độc giác, gọi đó là Bồ Tát đoạn tâm, nên biết tâm vị ấy trụ vào phi định. Này mãn từ từ, nếu chúng đại Bồ Tát đoạn tận lạc và khổ, không còn vui sầu lúc trước, chẳng khổ chẳng lạc, y vào xà mà niệm thanh tịnh, trụ hoàn toàn vào tịnh lự thứ tư, an trụ vào tịnh lự thứ tư rồi, nếu ưa thích địa vị thanh văn hay độc giác, gọi đó là Bồ Tát vạn tâm, nên biết tâm vị ấy trụ vào phi định. Mãn từ từ bạch Phật, bạch Thế Tôn, mức độ nào gọi là Bồ Tát định tâm? Mãn